Chợ nổi Cần Thơ trong sáng nay. Xin mời cả nhà cùng theo dõi chuyến đi của gia đình mình nhé. Cả gia đình mình á, rất là thích đi chợ nổi và đây là lần đầu tiên cả gia đình mình quy tụ được đông đủ như vậy để đi một cái chuyến chợ nổi. Mình rất là hào hứng luôn cả nhà. Gia đình mình á, thì cũng có nhiều người đi chợ nổi vài lần rồi. Nhưng lần này là lần đầu tiên tập trung được đông đủ cả gia đình để đi cùng. Hôm nay nhà mình đi chợ nổi nhưng mà cũng hơi lo. Vì đêm hôm trước ở Cần Thơ mưa tầm tã, mưa cả đêm. May mà hiện giờ thì không có mưa. Nhưng mình cũng chuẩn bị mười mấy cao mưa siêu mỏng phát cho mỗi người một cái để chuẩn bị trước. Cháu của mình, Whitney, có vẻ bị say sóng mà lúc đó cả nhà không biết. Còn Gia Khang thì vừa bị say xe, vừa bị say sóng. Nhưng đi đến đâu bé cũng chơi rất là nhiệt tình. Không?
Có tiền sẵn ngoài đó không? Buôn bán ở đây lái thuyền rất là giỏi. Khi họ dừng lại để bán hàng, mỗi lần có thuyền lớn đi ngang qua, họ phải neo sát cái thuyền của mình để khỏi bị lật thuyền. Họ phải lái thuyền giỏi và nhanh như vậy thì mới kịp bán cho khách du lịch. Okay.
thôi hết trơn hai món. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng ăn sáng với gia đình mình nhé. Buổi ăn sáng vàng hạt lép và đàng hoàng. Có chín quá không cái nó có chín quá không vậy? Không, vừa ăn à em ơi, chín cây mà. Chuẩn bị đánh mưa trời. Khu yếu nhà bè. Ở đây là khu sản xuất chứ không có bán cho mình ăn sáng nha. Ồ vậy hả? Này là khu sản xuất. Cái này khu sản xuất làm ra kẹo dừa, làm ra hủ tiếu tươi rồi mình ăn hay ha. Mình vô mình mua mình rồi những cái đặc sản trên chợ nổi cái răng của mình.
vừa non đúng không anh? Dạ đúng rồi chị. Nó vừa non nó cô làm nó mới đẹp. Em vô cái nữa cho nó chắc cú luôn đấy. Nó ba cái nó không có đẹp. Cái này phải bự tí xíu cho anh tay anh tạo dừa chị. Dạ. Tạo dừa. Ôi. Cảm ơn nhiều. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, cảm ơn chú. Lần nào chú cũng đa cho con. Đẹp quá đây cả Lisa. Đây nè, quay cái đĩa đó xong rồi rung ra. Ủa chưa? Còn ăn nha, đựng tay còn còn ăn nè. Chùi vào đầu ngón tay. Cả nhà ơi, gia đình mình mua được trái cây ở trên thuyền á, mua được một quả sầu riêng nữa. Nên bây giờ phải ăn quả sầu riêng trước khi về khách sạn để nó khỏi hôi khách sạn. Bây giờ mình ngồi bên bến Ninh Kiều để ăn sầu riêng nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng ăn sầu riêng với gia đình mình nhé. Còn mua được chôm chôm, măng cụt với nhãn nữa cả nhà. Nhiều lắm trong cái túi này. Phan thử đi mấy phan. À, ăn đi mọi người, ăn đi. Ngon lắm cả nhà ơi, rất ngon luôn. Ngon. Dạ, dạ. Ngọt béo. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy đăng ký, like, share và comment để ủng hộ tinh thần mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.